Hello anh em, chào anh em quay trở lại buổi chiều nha. Tiếp tục lên sóng cho anh em đây. Hôm nay là 4708 nha anh em. 174708 luôn. 4708 thường 47SP đều có đầy đủ hết. Anh em mình đang quan tâm đến dòng này thì liên hệ em nha. Nay về cho anh em đầy đủ xe hết trơn nè. Hiện tại là trong kho đang còn thêm 5-6 chiếc nữa mà chưa có giờ ra hết nha anh em. Đây quay cơ bản cho anh em 3 chiếc nha, 2 chiếc SP, 1 chiếc thường. Đó, đầy đồ chơi đầy đủ theo máy hết. Anh em mình gần xa có nhu cầu quan tâm thì cứ xem hết video nha. Đây mấy em nói đây anh em. Hôm nay quay sơ cho anh em 3 chiếc trước nha, 2 chiếc 47SP, 1 chiếc 47 thường. Cực phẩm nhất là con ở giữa nha anh em. Con ở giữa là cực phẩm, con ở giữa là mắc tiền nhất và đẹp nhất. Bây giờ đầu tiên tính với con ở đây, con ngoài cùng 4708SP. Con này thuộc qua đời SP nha anh em. Đó. Con này mâm vỏ cũng còn khá ok nha, vỏ không nhỏ. Đó, ngoại hình lông lá tương đối đẹp, vỏ đầu nó hơi mòn xíu nè, vỏ đầu vỏ Otani zin theo máy. Nhưng mà hơi mòn do có ủi nha anh em. Mấy con này thì phụ kiện theo máy đầy đủ hết, 3 món cài xe ủi. Đó, anh em muốn lấy thì đầy đủ em bán đầy đủ, anh em muốn lấy đầu không em bán đầy không nha. Xe còn cực kỳ liền nha anh em. Đó. Con này thì động cơ zin số zin nha. Mấy con này là tình trạng là động cơ zin số zin hết. Con bên đặc biệt con ở giữa này động cơ số đùi nguyên con. Mắc nhất là con ở giữa nha anh em. Đó. Rồi tới con bên kia, tới con bên này. Ở trong nhà em còn mấy con nữa. 47 em còn gần chục chiếc nữa. Đó anh em mình coi tầm mức giá bao nhiêu thì bên em dao động trung bình từ 200 đến 250 đầu không chưa tính phụ kiện. Đó anh em muốn coi được mức nào thì cứ liên hệ em. Con bên đây là siêu phẩm luôn. Đây tới con bên đây, vỏ đầu cao dốc luôn nè anh em. Cầu trước chưa mở luôn nè, anh em thấy không? Nước sơn zin nguyên bản nguyên zin, động cơ zin nè. Nồi Amaya chưa cắt luôn nè anh em thấy không? Đó. Giờ tới phần số nè. Đây, số nguyên zin luôn nè anh em, thấy không? Đó, số sau đây. Số sau của em nó cũng nguyên zin luôn. Con này là hàng siêu phẩm nha. Chưa tới 1000 giờ. Đó, hàng siêu phẩm nha anh em. Đây, anh này về phần sau đùi. Nè anh em nhìn nè. Đùi ron zin nè. Đó, nắp gùa chưa dở luôn nè anh em thấy không? Nè, ốc gùa cũng chưa đụng cà lê luôn nè. Cái gùa bên đây cũng chưa dở luôn nè thấy không? Nè, anh em nhìn đuôi chuột nè. Đó, ốc đuôi chuột chưa mở luôn. Cái nòng đuôi chuột vẫn còn luôn nha. Nè cái đầu đuôi chuột nè. Quá đẹp nha. Con này là mắc tiền nhất nha anh em. Đó, anh em mình quan tâm thì liên hệ em. Chiều nay quay sơ cho anh em ba con. Con bên đây cũng cực kỳ đẹp nha. Con bên đây nắp gùa cũng chưa dở luôn. Đó, cái phần đuôi chuột, nòng đuôi chuột vẫn còn luôn nè. Mấy con này chủ yếu nó đi cài nhiều. Đó, cho nên nó còn cái độ đẹp nó còn rất là nhiều nha anh em. Mấy con này là nhập bãi về không nha, đầy đủ 3 món cài xe ủi. Đây, con bên này cũng còn đẹp luôn nha anh em. 4708 bản thường. Thường thì SV thì nếu mà cùng một chiếc máy thì trên lệch nhau khoảng tầm 10 triệu nha. Cùng một chiếc máy thì trên lệch trong tầm 10 triệu. Con này thì động cơ zin số zin nha anh em. Đó, xe cũng còn lông lá ngoại hình tương đối đẹp. Rất là ok nha. Đây về phần đùi sau. Đó, con này thì đùi sau nó không bằng hai con bên đây nha. Nhưng mà tổng thể số vòng thì con này ok hơn nha. Con này thì 1300 giờ. Đó, chiều nay quay cho anh em 3 chiếc nha. Chiếc mắc nhất là chiếc ở giữa là 250. Chiếc bên đây là 230, chiếc đó 220. Còn ở trong mấy chiếc 190, 200 cũng có nữa nha. Rất là đẹp luôn anh em ơi. Anh em nào đang kiếm 47 liên hệ nha. Đó, tổng thể phía sau mấy con này là vỏ không lớn hết nha, vỏ 13-6-26 bề ngang không lớn hết, có con bên đây thì vỏ không nhỏ nha anh em. Ví dụ như anh em muốn, anh em không thích vỏ không lớn em đổi vỏ không nhỏ cho, còn anh em nào không thích vỏ không nhỏ em đổi vỏ không lớn cho, trao đổi qua thoại lại thoải mái nha. Chất xe thì con ở giữa là ok đỉnh nhất, nãy quay cho anh em rồi đó, con đó là 250, con kia 23, con này 22, rồi trong nhà còn 29, ở trong nhà còn 190, 221 nó đủ mức giá cho nha anh em. 4708 thì nó dễ xài lắm, con này thì động cơ zin số zin nè anh em nhìn nè. Đó, cơ nguyên zin thấy không? Xe cũng còn rất là liền nha. Con này sử dụng động cơ 2.2 lít 47 mà lực hợp số đồng tốc nha. Nó chạy y gan như 50 luôn anh em. Cầu nó cũng giống như 50 nè. Rồi phần qua lăng nó cũng y gan như 50 luôn. Tiến lùi đồng tốc. Chỉ khác động cơ thôi. Con này là ok nhất nha. Con này nãy quay sơ cho anh em rồi. Con này cái độ zin nó rất là nhiều luôn nha. Con này động cơ bơm số đồ chuẩn zin hết. Anh em nhìn mấy con nhớt nè. Nè, nhìn anh em nhìn nè. Đó, ghê không? Quá đẹp luôn nha anh em ơi. Nguyên zin toàn bộ, bơm zin, động cơ zin. Nè, ốc định vị cầu chưa mở luôn nè.
nó dù tin zin theo máy vẫn còn luôn. Con này là chuẩn nhất nha anh em, ghế zin theo máy nè, 800 mấy giờ thôi, con này 800 mấy giờ. Con này thì ra đây em ra 2,5, nếu anh em lấy ủi thêm 10 triệu, 26 bỏ ủi lại thì 2,5 đó. Còn bên đây thì 23, con kia 22 đó, đủ mức giá cho anh em mình dễ dàng lựa chọn nha. Thì xe bãi còn rất là nhiều đó, mày quay ba cho anh em ba chiếc này coi trước nha. Họ chạy vô đít nè, rồi anh em mình có quan tâm thì liên hệ em 4708 thì bên em mức giá trừ 109 221 22 23 24 25. Em còn rất là nhiều xe đầy đủ cho anh em hết, còn khoảng gần chục chiếc nha anh em. Mấy chiếc này số má động cơ đâu còn rất là ok nha. Chiếc chữa này là zin toàn bộ, chiếc này động cơ bên số zin, động cơ số zin, chiếc đó động cơ số zin luôn, đùi cũng như gùa cũng chưa dở luôn, số cực kỳ êm. Anh em mình quan tâm thì cứ kết nối với em, số điện thoại là 0365745782 hoặc là 0333 1369 nha. Chiều nay lên cho anh em 3 chiếc đầu tiên, trong nhà em vẫn còn nha anh em, trong kho vẫn còn, trong kho còn khoảng 5 chiếc nữa đó, cũng 4708 luôn, bản thường mà SP vẫn còn. Nếu mà cùng một chất máy như nhau thì bản SP nó sẽ nhỉnh hơn bản thường xíu, tại vì bản SP là dòng đời sau nha anh em. Đó, con này nè đang chạy vô nè anh em, số cực kỳ em luôn, thấy không, quá đỉnh nha. Anh em mình có quan tâm kết nối với em nha, 47 rất là vừa xài luôn anh em. Nó là dạng như hộp động cơ này, động cơ 2.2 lít nhưng mà 47 mã lực, hộp số thì đồng tốc 8 tiếng tấn lùi. Hộp số nó y gan như 518 luôn nha. Này vỏ nè, vỏ mâm cực kỳ đẹp luôn. Ốc bánh chưa mở luôn, con này quá đẹp nha. Ở cổ vô nè anh em, nhìn cổ vô anh em đánh giá được máy nè. Cổ vô nó dày tới mức độ là cái động sắt nó dày luôn, thấy không? Con này kệ cực kỳ đẹp, 800 mấy giờ thôi nha anh em. Zin toàn bộ, giá 2,5. Cực kỳ dễ xài. Còn bên đây giá 23, còn kia giá 22. Đó, cực kỳ dễ xài luôn nha. Bà con mình có quan tâm thì cứ liên hệ em. Bãi em còn rất là nhiều xe. Ngoài 47 thì em còn 50 nè, 45 nè, 6070 nè, còn rất là nhiều nha. Đây là chiều nay lên cho anh em 3 chiếc 4708, 2 chiếc SP, 1 chiếc thường. SP với thường thì nó y gan nhau thôi anh em, nó chỉ khác đời thôi. SP là dòng đời sau thôi. Mấy thường là dòng đời đầu. Đời đầu xong nó ra thời gian nó cải tiến là dòng SP nha. Đó, cái chi khác chút đỉnh vậy thôi nha anh em. Rồi anh em mình có quan tâm thì kết nối với em nha. Xe ngoại hình lông lá con này còn cực kỳ đỉnh luôn. Nãy giờ tại vì nhiều xe quá em chưa có đề cho anh em coi được. Anh em chọn con nào, anh em chụp hình lại anh em nhắn qua Zalo em thử. Em chưa thợ nó ra, nó thử, nó đề máy rồi nó chạy tới chạy lui em quen gửi anh em nha. Đó. Anh em kết nối thì anh em cứ nhắn tin qua. Nhiều anh em cứ bấm Zalo kết bạn mà anh em không nhắn tin mình không biết nha. Tại vì Zalo em một ngày rất là nhiều người kết bạn, anh em thông cảm nha. Kết bạn thì mình kết bạn qua mình nói. Ví dụ như muốn coi con này, thì em sẽ quay con này, chạy tới chạy lui cho anh em coi. Ví dụ muốn coi con này em quay cho tới chợ luôn cho anh em coi. Ok, giá cả thì em đem vô cho thợ nó bảo dưỡng. Đó, thợ nó bảo dưỡng xong xuôi rồi đó, em sẽ giao về tận nhà cho anh em. Ví dụ như anh em phải cọc nha, anh em phải cọc vào cho thợ nó bảo dưỡng được. Con này là chuẩn nhất anh em, con này là hàng xuất sắc luôn. 47 là hiếm lắm mấy con giống vậy, tại vì nó lâu đời, 25 26 là hết đời rồi. Đó, 25 26 tính ra hiện tại là nó khoảng 7 năm mà chạy được cái độ như vậy là rất hiếm nha. Nó xin toàn bộ về rất hiếm. Đây, đó, con này cũng số cực kỳ êm luôn. Anh em thấy không? Nếu mà số thú á là nhích nhẹ là thú à. Con này số cực kỳ êm nha. À, quá ok luôn. Con này số cực kỳ ok luôn nha anh em. Đó, anh em mình quan tâm mình kết nối với em nha. Địa chỉ em là ở quốc lộ 53, xã Tân Luân, huyện Vũng Liêm, tỉnh Lâm. Anh em giao hàng toàn quốc hết trơn à. Ở đâu em cũng giao được. Có bên đây, để luôn đi. Con này thì hàng vip nha anh em, hầu như là khoảng 20-30 cây mới có được một cây giống vậy nha, cực kỳ đẹp. Đó, anh em thấy không, quá đẹp luôn, con này số cực kỳ êm luôn. Đó, số mà nhích nó không nghe tiếng hú, không nghe tiếng ọ ẹ luôn anh em. Tay đùi bọng gùm nó chưa dở chỗ nào hết. Hàng này hàng cực phẩm nha. Đó, anh em mình quan tâm con nào kết nối với em nha. Rồi anh em chào anh em, chúc anh em buổi chiều nhiều sức khỏe nha. Quan tâm máy nông nghiệp thì cứ liên hệ em. Chào anh em nha.